chỉ đơn giản là những bờ đê và bụi chuối. Vâng, và trong nhật ký tình yêu của đôi bạn trẻ thì có ghi lại một mẩu chuyện ngắn là thế này ạ. Dạ vâng, sau ba đêm trăng sáng hẹn hò thì hai người đã rủ nhau ra bờ đê và chơi trò bịt mắt bắt dê. Và sau khi chú rể và sau khi dê cũng đã mỏi và người bịt mắt cũng đã mệt thì Trấn Phúc đã thì thầm vào tai Hà Chi và nói rằng là ước gì em là cái lòng, anh là thao bổi, anh tồi vào trong. Vâng, và quý vị và các bạn có biết Hà Chi trả lời thế nào không ạ? Hà Chi đã nói rằng là vơ chả biết có tồi được không, nếu nhiều bổi quá thì tung hết lòng. Và sau đêm trăng thanh gió mát ấy thì Hà Chi không chỉ dành cho Trấn Phúc một bát cháo hành đơn thuần như Thị Lở và Chí Phèo, mà Hà Chi còn hứa với Trấn Phúc rằng nguyện đi với anh trên chiếc xe Everest này. Vâng, dù xe có hết xăng hay là có cạn nhớt thì em vẫn tin khi có anh tổ lái. Vâng, và đặt vào vai anh trong con tim cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương. Vâng, và xin hết ạ. Và em không dài dòng nữa thì sau đây em xin gửi tặng đến đôi bạn trẻ một nhạc phẩm mang tên Túp Lều Lý Tưởng ạ. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mộng mơ hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều xinh. Mình đi kiếm những tay mình hết làm mày, tôi đi tìm con cúc xin chồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai lào cát chi tranh, ban mai mình ngắm hồ hoa, đêm đêm mình ngắm chỉ hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, nghèo cuộc sống có ai bằng ta. Của anh và của em đâu đâu là anh ơi, theo lý tưởng đó. Thực sự thì ca khúc Túp Lều Lý Tưởng thì em đã thuộc hai mươi mấy năm rồi, nhưng mà trong không khí tràn ngập hạnh phúc thế này thì quý vị và các bạn thông cảm cho em mà em quên một chút lời. Vâng, thì một lần nữa thì không có lời nào hơn thì em xin gửi lời chúc tới cô dâu và chú rể. Vâng, và một năm nữa thôi thì sau dặm chuối rất xanh sau nhà chúng ta sẽ có lời ru của bà mẹ trẻ Thùy Chi rằng là à ơi con ngủ cho ngoan, ngày này năm ngoái bố mày thấy tao. Vâng, ấy ở đây không phải là ấy, là mà ấy là cưới ạ. Vâng, và em cũng là đồng liên với Phúc và hội 91 thì hôm nay hội đồng liên 91 của bọn em thì có món